Với chủ đề cải cách quy định hành chính chìa khóa thực thi thành công EVFTA, hội nghị đối thoại giữa Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ với Cộng đồng Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam và Sách trắng 2020 đã diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính và Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam, Ngài Nicolas Audier. Tại hội nghị, các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đã nêu các khó khăn vướng mắc trong thực hiện quy định, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư thương mại của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam trong các lĩnh vực như y tế và phát triển bền vững, các vấn đề liên quan đến môi trường kinh doanh như pháp chế, thuế, hải quan hoặc lĩnh vực tiêu dùng. Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, Chính phủ đã cắt giảm hơn 3.000 thủ tục trong số 6.000 thủ tục liên quan đến các điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính. Trong giai đoạn 2020-2025 tới đây, Chính phủ sẽ tiếp tục cắt giảm thêm ít nhất 20% thủ tục hành chính, hạn chế ban hành các quy định mới nhằm giảm bớt rào cản kinh doanh theo hướng tiếp cận gắn với chất lượng, giảm chi phí, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động.